Hi, chào mọi người. Hôm nay Trang sẽ giới thiệu tất tần tật về bộ sưu tập Lip Tattoo vừa cho ra mắt của Babaji nhé. Đầu tiên có thể nói rằng đây là bộ sản phẩm được nâng cấp và thay đổi hoàn hảo nhất của Babaji từ trước đến giờ. Và Trang có thể khẳng định rằng tất cả những cái phản hồi của khách hàng đều được Babaji ghi nhận và hoàn thiện trong bộ sưu tập lần này. Và trên dưới tầm giá 200.000, Trang nghĩ đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Thứ nhất là về chất son mỏng nhẹ gấp 3 lần so với phiên bản cũ, đúng như cái tên gọi là mỏng nhẹ như hình xăm, nhưng mà không hề gây khó khăn trong cái việc tẩy trang. Son lên môi rất là mềm môi, tỷ lệ lên môi chuẩn 11, độ bám lên môi lên đến 10 tiếng và đặc biệt là không gây khô môi khi mình tẩy trang. Và thứ hai đó là mùi son của Vavachi rất là nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, tạo cảm giác thoải mái khi đánh lên môi. Và Trang chắc chắn một điều rằng tất cả các bạn nữ đều thích mùi hương của Vavachi. Và thứ ba là vỏ hộp, một diện mạo mới, một sự thay đổi mới, phá cách hơn, ấn tượng hơn. Và Vavachi muốn nhắn nhủ một thông điệp rằng bạn là riêng, bạn là duy nhất. Và thứ tư đó chính là giá bán, với giá chỉ là 199.000 và tặng kèm hộp son dưỡng. Trang nghĩ đây là một cái mức giá phù hợp đối với các bạn trẻ, nhưng mà chất lượng lại là một sự hài lòng đến kinh ngạc. Ngoài ra còn một điều đặc biệt hơn và quan trọng hơn, đó chính là bảng màu Vavachi. Trang tin chắc rằng các bạn có thể dễ dàng nhận thấy bảng màu Vavachi là một trong những bảng màu có những cái gam màu hot nhất và theo xu hướng nhất trên thế giới hiện nay. Bên cạnh 8 màu son trong bộ sưu tập cũ, đó chính là màu đỏ thuần, đỏ lụ, đỏ đất, cam đất, hồng đỏ, hồng trà và đỏ cam, thì Trang và đội ngũ sản xuất đã cho ra mắt thêm 4 màu son mới, đó chính là màu tím đỏ, màu nâu đất, hồng đào và cam đào. Đầu tiên Trang sẽ nói về màu hồng đào, đó là màu 802. Tông màu hồng đào là một trong những tông màu rất là tự nhiên và dễ sử dụng. Màu hồng này giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính cho các bạn nữ. Đặc biệt là màu son này rất phù hợp cho những bạn trẻ, nhất là những bạn học sinh, sinh viên hoặc là nhân viên văn phòng. Tiếp theo sẽ là màu 804. Đây là màu son thần thánh, sẽ làm dậy sóng giới trẻ trong năm nay. Không cần make up, chỉ cần tô son, đó là màu cam đào. Màu son này có thể sử dụng bất cứ nơi đâu bạn đến mà không cần make up cầu kỳ, nhưng mà vẫn làm cho bạn luôn tươi trẻ và nổi bật. Và màu son thứ ba đó chính là màu 801, màu tím đỏ berry. Đây cũng là một trong những màu son Trang yêu thích nhất trong bộ sưu tập lần này. Màu son này đang xuất hiện đầy rẫy trên các diễn đàn thời trang, khẳng định rằng đây là màu son của năm 2018 và Vavachi là thương hiệu son Việt đầu tiên cho ra mắt màu son này. Điểm nổi bật của màu son này là vừa đủ trầm, vừa đủ ấm, tôn lên nét đẹp cá tính và quyến rũ của người phụ nữ. Đồng thời đây là cái gam màu giúp tôn lên làn da của bạn, cho dù bạn đang sở hữu một làn da tối màu hoặc là trắng sáng. Và màu son này đặc biệt là dành cho những cô nàng thời thượng hiện đại và có style cá tính. Và cuối cùng đó chính là màu 803, màu nâu cam trầm. Màu nâu cam trầm từ năm ngoái đến năm nay luôn có một sức hút nhất định trên thị trường. Đây được coi là một trong những gam màu của tín đồ thời trang và được các biểu tượng ngôi sao lớn như là Kylie Jenner, Lily May Mark lựa chọn sử dụng. Và màu son này phù hợp cho những cô gái có style cá tính và không kém phần sang trọng. Thì Trang đã giới thiệu xong tất tần tật về 4 màu son kem mới của Vavachi rồi. Và Trang cũng muốn công bố một tin vui, đó chính là Vavachi đã tung ra thị trường số lượng trên 50.000 cây trong ngày ra mắt đầu tiên. Và Trang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hệ thống và tất cả những khách hàng đã đồng hành và tin tưởng Babaji trong suốt thời gian vừa qua. Trang chúc các bạn luôn xinh đẹp và thật nổi bật nhé.